Xin chào các bạn, mình đang ở bến Tô Châu của Hà Tiên. Bây giờ là buổi sáng khoảng 6 giờ kém. Giờ thì mình đi một vòng ở bến Tô Châu thử có gì nha các bạn. Nhắn không có gì còn cả cá kèo bạch bạch không được để cho cá kèo hết đi cá kèo hả? Cá kèo cái gì em? Cái này cái bóng hả chị? Cái này cá đang ếch nè chú. Cam này hả? Ngộ rồi. Cá ăn ếch. Mấy 80 cây rồi. 100.000 nó thiệt giá hả chị? 80 cây không nữa. Em bán ngoài hàng cho chị chứ không ai bán đâu.